Dạ con chào bác ạ. Con chào con, con muốn hỏi gì con hỏi đi. Dạ, con tên là Cato Thị Tốn, cư ngụ tại An Giang ạ. Con có một số câu xin hỏi bác như sau ạ. Rồi con hỏi đi. Dạ, câu số 1. Thưa bác, đạo Phật là đạo giác ngộ, cớ sao không nơi nào chạy? Con thấy có chùa ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, tên là Giác Ngộ. Tưởng đâu biết giác ngộ, ai ngờ chỉ chuyên dạy những lời tục tiểu, dạy về tình yêu, tình dục. Cớ sao lại có chuyện lạ lùng vậy bác? Bây giờ nói hai vế cái phần giác ngộ á, thì con nhớ rằng chỉ giác ngộ này nè, mới dạy, Phật cho dạy cách đây 3 năm thôi. Vì thế mà các chùa trước người ta không có biết. Còn mà về Phật giới thứ hai, chùa giác ngộ thứ hai, thì người ta giác ngộ gọi là giác ngộ của thế gian. Ta giác ngộ thế gian, giác ngộ được cái gì thì người ta nói cái nấy. Mình không có ấy nữa. Vì thế gian nó có cái chuyện đó, ta mới dạy. Chứ thế gian không có chuyện đó, làm sao ta dạy. Thấy không? Giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ hiểu biết để thoát ra quy luật nhân quả. Là dạy nó khác. Còn giác ngộ mà người thế gian, thì thế gian ta giác cái gì, ta hiểu gì, ta dạy cái nấy. Đâu có sao. Đúng cái luật thế gian. Ví dụ bây giờ ta hiểu gì hôn nhân gia đình thì ta dạy hôn nhân gia đình có đâu có sai, phải không? Thì con cũng không trách người ta. Là gì? Đúng là cái luật ở thế gian nó khác, còn ở luật cái này là cái luật đạo giác ngộ nó khác. Thì con cũng không thắc mắc làm chi. Người ta thích ta hiểu cái gì ta dạy cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo của con à. Thưa bác, đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát. Tụi con biết được ở Long An có một chùa, cổng chính giữa ghi là Bát Nhã Môn, một bên trái cổng ghi là giác ngộ, một bên phải ghi là giải thoát. Tụi con mừng muốn chết, thế nhưng khi đến đó hỏi, nơi này lại không biết giác ngộ là gì, giải thoát là chi, mà chỉ chuyên dạy cúng kiến linh đình và làm lễ hàng thuận cho cô dâu chú rể không. Có sao có chuyện lạ vậy bác? Cái này là người thế gian nên ta nói là sao? Treo đầu dê bán thịt chó. Thế gian nó là vậy thôi. Đâu có sao. Con không trách người ta được. Vì cái chuyện này thế gian nó có. Tôi nói rằng tôi làm một nẻo là có. Chứ sao có. Thì con cũng đừng có trách người ta. Vì thế là gì? Đưa vào gian là gian manh. Thì ta làm gì chuyện của ta. Thế gian này đồng ý cho người ta làm cái chuyện này. Con đừng có lo cái chuyện đó. Giờ con hỏi câu khác đi. Dạ thưa bác, hiện nay là thời văn minh rồi, sao còn có nhiều người cúng sao trên trời thưa bác? Bây giờ người ta cúng là tại vì người ta không có hiểu, người ta không có cái kiến thức, người ta tưởng là thao ông trời là cái ông sao. Nhưng mà khoa học có nói là không phải, là cái hình tinh nước. Thấy không? Tại vì ta không có cập nhật cái kiến thức người ta. Mà ngày xưa người ta nói là cái đó là cái ông sao. Mình cúng không có phước, thì ta nghe vậy thôi. Rồi bây giờ khoa học nó dùng cái diễn dụng kính, nó nhìn thấy, ồ cái này cái hình tinh nước chứ không phải là cái ông sao. Nếu mà họ cập nhật theo cái khoa học thì họ không cúng, mà họ không cập nhật thì thôi họ vẫn cúng. Họ tin sao họ làm vậy? Vì nhà nước cho họ tự do mà, tự do tín ngưỡng mà, tôi tin gì thì kể tôi không có xâm phạm đến ông thôi. Thấy không? Chừng nào mà tôi cúng cái sao này mà tôi rủ người khác lại cúng á, thì ông phạt tôi. Với đây mà nói cái mà dụ dỗ người ta, con này tôi cúng như của thấy ông sao tôi cúng kể tôi, ông cho tôi tự do mà, phải không? Con đừng có lo cái chuyện đó. Rồi hỏi câu khác đi. Cảm ơn bác. Dạ câu tiếp theo của con là, vậy phải làm sao cho người Việt Nam mình không mê tín nữa thưa bác? Cái này nó dễ như ăn cơm, chứ không sao. Bây giờ thí dụ con không biết chữ, phải làm sao cho con biết chữ? Thì cho con đi học, thì con biết chữ, phải không? Dễ không? Còn giờ không mê tín gì đâu thì làm sao? Giờ nó có quyển giáo lý nó dạy rõ ràng à, cho người ta đọc quyển giáo lý thì nó hết mê tín, có vậy thôi. Đó, giờ con làm sao tìm được cái quyển giáo lý khoa học đọc thì con mới hiểu được. Nhớ là giáo lý khoa học à, chứ còn giáo lý mà không khoa học thì không biết được đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo của con là, thưa bác có thể nói cho chúng con nghe
căn bản công thức tu thiền tâm không ạ? Cái này nó dễ, căn bản là cái gì? Trước mắt, mục đích con tu để làm cái gì? Tu để trở về Phật giới là thiền tâm chủ trương, là sau cùng là trở về Phật giới. Đi bằng con đường nào là căn bản, đi bằng phương tiện gì là căn bản. Đó, con để hiểu được này, đi bằng con đường nào, bằng cái nào, thì con hiểu được cái nguyên tắc này thì con đi sẽ không sai. Còn nếu mà con đi mà con không hiểu cái nguyên tắc này là nó sai. Nghe không? Nó vậy thôi, là căn bản của người tu thiền tông. Con giống như con ở ở tỉnh con lên, con hiểu đi đường đi không? Biết. Để đi đâu bằng ra bến xe đó, xe nó chở từ tới Sài Gòn, có vậy thôi. Nghe không? Rồi sao nữa? Có tiền không? Có tiền mới đi được. Còn không có tiền thì không có đi được. Căn bản là vậy. Biết đường, biết cái công thức đi về và biết có công đức đi về. Rồi có ai dẫn mình á? Mình phải hiểu cái này thì mới biết. Thấy không? Căn bản nó là vậy. Còn nếu mà con không hiểu được cái quy luật này, con đi ra thì chắc chắn bị người ta dụ con liền. Nó sai liền. Câu hỏi tiếp theo của con là: dạ thưa bác, tụi con muốn xem quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông, nhưng mà bác không xuất bản được, vậy chúng con phải làm sao thưa bác? Bây giờ trước mắt đó, thì để thời gian coi, nếu mà nó không xuất bản được thì bác sẽ in lưu hành nội bộ, người nào cần lắm bác mới cho, chỉ con chứ đừng có để rồi lấy rồi làm tầm bậy tầm bạ, nó không được, nó nguy hiểm lắm. Cái giáo lý đạo Phật thiền tông mà lấy mà đi cướp mà đi làm này kia đó thì cái luật thế gian nó không phải luật trời, không phải luật đạo đâu, mà cái luật thế gian nó quất con, nó làm con chết luôn á, nghe không? Chứ không phải tiếc gì đâu. Ví dụ đưa con mà con thiệt tình người cần thì mới đưa, con không cần làm tầm bậy tầm bạ này chứ, ăn cắp rồi đi ra nói này kia nọ là chết, nghe không? Thành ra cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam rất kỹ lưỡng, nghe không? Chừng nào cho chính thức đàng hoàng thì mới làm, còn chính thức đàng hoàng lưu hành nội bộ một ít thôi chứ không nhiều, người nào thật cần mới cho, không ta không cần thì thôi, nghe không? Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Câu hỏi tiếp theo của con là: nhà nước cho tự do viết sách, cớ sao có quá nhiều thầy cấm bác thưa bác? Bây giờ thì nhà nước cho tự do, còn thành cấm là cái chuyện của ổng. Ổng là ổng thì có cái hiến chương thì ổng được quyền cấm ai, ổng muốn cấm ai ổng cấm, thấy không? Chứ nếu mà ổng không có hiến chương thì ổng không dám cấm, ổng có cái điều lệ của đạo Phật thì ổng không dám cấm. Mà vì tại ổng có cái hiến chương thì ổng hiến chương, tôi có hiến chương, hiến pháp thì cấm thì hiến pháp, hiến chương cấm thì hiến chương, tôi cấm ổng cho xuất bản cái quyển giáo lý này thì phải chịu thôi, vì ổng có hiến chương mà. Hiến chương là sức mạnh của Phật giáo, hiến pháp là sức mạnh của chính quyền, mình phải hiểu này. Vì ông cấm rất đúng đó. Tôi tu đạo Phật là của tôi, hiến chương tạo của tôi, cấm mà học tu mà không đúng tôi cấm, có vậy thôi, làm sao ai dám nói ông? Ông có luật đàng hoàng chứ không phải ai đâu, thấy không? Thành ra mình phải hiểu, mình cũng phải hiểu luật và mình phải chấp nhận mình thua ổng, ổng cấm là phải chịu thua đó, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo của con là: thưa bác, vậy nhà nước cho toàn dân được quyền viết sách mà có nhiều thầy cấm, sao bác không khiếu nại ạ? Khiếu nại chi? Bây giờ con suy nghĩ, con khiếu nại được không? Con bây giờ người ta đó, bây giờ giáo hội nó cấm. Cái hội là ta có cái đoàn thể lớn, con có hiến chương mà ta cấm, con không có cái gì hết, đừng khiếu nại ai. Nhà nước có giúp con được không? Nhà nước con nhà giáo hội nó biểu cấm thì nhà nước còn cấm, mà hỏi giờ khiếu nại ai? Khiếu nại nhà nước đã, nhà nước cấm rồi, giáo hội rõ ràng nhà xuất bản nó không cho, mà giờ khiếu nại nhà xuất bản thì ra tôi đã cấm ông rồi mà còn khiếu nại cái gì nữa, nghe không? Ông mạnh hơn tôi đi, rồi tôi thể thỏa mãn cho ông, còn yếu thôi khỏi, nghe không? Vì thế mà giáo hội có hiến chương nói cái gì nhà nước có hiến pháp phải thua, còn mình thì thôi khiếu nại chi cho nó câu, thôi ngủ ở nhà ngủ cho rồi. Ví dụ bởi vì xuất bản cái giáo lý này nè, chú có hại chứ không có lợi,
chú bỏ tiền chú có lấy ai đâu. Chú xuất bản chú phải bỏ tiền là chú xuất bản rồi chú cho chứ vô đồ bán đâu. Nó vô cái chỗ đó đó, thành đại cấm ơi rất mừng. Thầy rất mừng cấm mình, tôi rất mừng tôi không tốn tiền, tôi khiếu nại gì, thấy không? Chứ không phải mà nói xuất bản để bán lấy lời thì buồn, cái này rất vậy, mừng. Theo bản thân con thấy vậy thiệt thòi cho những người mà người ta muốn đi tìm đạo thôi bác. Giờ muốn cái đó thì người thiệt thòi là mơ khiếu nại nhà nước, đúng không được? Giờ còn được quyền khiếu nại đó. Bây giờ khiếu nại nè, tôi muốn tu giải thoát, cái sách này hay quá, tại sao không cho xuất bản? Tôi khiếu nại được, còn được quyền, công dân được quyền. Như vậy là sao? Dân chủ, con là dân chủ, con được quyền khiếu nại. Chú là ông già, không phải là dân nữa đâu, cái ông lão, chú là ông lão, không có dân chủ nữa. Ông đi còn không nổi mà dân chủ gì, tôi còn khỏe là tôi là dân chủ, thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Câu hỏi tiếp theo của con là, thưa bác, sách của bác viết ra hoàn toàn xóa mê tín dị đoan, có lợi cho nhân dân và quốc gia lắm, cớ sao nhà xuất bản không cấp giấy cho bác xuất bản thưa bác? Nhà xuất bản sợ giáo hội, trời giờ không cấp. Trời ơi, nhà xuất bản là gì? Nhà xuất bản giáo hội cấm, bởi vì giáo hội nó có hiến chương, nhà xuất bản phải sợ, làm sao cho xuất bản? Nhà xuất bản giáo hội cấm là nhà xuất bản phải chịu, nó thì còn, thì thôi. Nhà xuất bản cũng chính quyền còn ớn chứ đừng nói chứ nhà xuất bản là cái gì, là cái chuyên nghiệp về dân học thôi, dân học vì Phật giáo thôi, thấy không? Bây giờ con suy nghĩ nè, dám sai chính quyền đi cướp chùa Thiền Tông Tân Diệu, nói cho con biết luôn, mà chính quyền cũng phải đi chứ, nó nói sao chính quyền sao con suy nghĩ được, dám không bác bây giờ dám khiếu nại hay không, thấy không? Thì giờ cấm thôi chứ nói gì giờ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Câu tiếp theo của con là, thưa bác dự kiến quyển giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam của bác viết ra khi nào mới xuất bản được thưa bác? Giờ đón thì đón mò, và chừng nào có giấy thì có xuất bản liền. Sao biết chừng nào có, chừng nào xuất bản? Giờ nộp thì nộp rồi, tất cả gì cũng được hết đó. Giờ chỉ còn có giấy rồi đâu cho nhà in nó chạy ra thôi, thấy không? Còn cái thời gian không đón được, đâu phải ông thầy bói. Thầy bói được mà đón trước thời gian, thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ. Câu tiếp theo của con là, thưa bác, nhà nước cho tự do viết sách, sao có nhiều thầy lại cấm? Bộ các thầy này là chính quyền sao mà cấm bác thưa bác? Bây giờ đó, con suy nghĩ ông thầy ông dữ lắm. Ông thầy ngồi đó con phải lại ngôn lại ổng, người cúng tiền ổng không dám dòm ổng nữa. Có mạnh không? Ông thầy mạnh không? Thì cái chuyện ông cấm là chuyện gì đơn giản thôi. Ổng ngồi đó, thấy không? Có nhiều ông thầy ngồi sẽ lăn luôn, đi hết nổi đó. Mà cũng phải lại ổng, được cúng tiền ổng không dám dòm. Là cái chức thầy nó ghê lắm, chứ không phải nhỏ đâu. Chức thầy đạo Phật nó mạnh lắm, chứ không phải nhỏ đâu. Theo thì thôi bây giờ, ai làm gì làm, ai cấm thì bác cũng phải nghe thôi, bác không dám nói, thấy không? Còn nếu mà tụi con muốn thì tụi con khiếu nại, bởi vì dân mà, dân nhà nước quy định là dân chủ. Dân chủ vì con làm chủ, con khiếu nại. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo của con là, thưa bác, con thấy sách bác viết thực tế và khoa học, cớ sao không được xuất bản thưa bác? Thực tế khoa học là đối với người trí thức, còn cái người cúng, cái người mê tín đâu chịu cái này. À, là nó cấm. Mấy ông cấm cái này là do mấy ông thầy cúng, chứ mấy người trí thức đâu không cấm đâu. Cúng cấm này là do mấy ông thầy cúng, thầy tụng, thầy cầu xin, thầy lại lục, thầy cúng. Thì người ta mới cấm, chứ người trí thức người ta mừng lắm, chứ làm sao ai cấm, phải không? Nhưng mà tại vì mấy ông thì cũng người ta có hiến chương, người ta muốn làm gì làm kệ người ta, mình thôi mình đừng có xen vô, phải không? Và cũng cấm, mà mai là chưa có thu hồi, nếu thu hồi bác cũng phải chịu chứ, giờ dám nói gì không, phải không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Câu tiếp theo của con là, thưa bác, con có thắc mắc, sách viết nhảm nhí mà được tự do xuất bản, còn sách bác viết rất trung thực, thực tế, dễ hiểu, khoa học, lại cấm xuất bản, thật là một điều kỳ lạ, không hiểu sao. Vậy bác có thấy điều này bất thường không ạ? Thì bác cũng thấy lạ, viết vậy thôi chứ giờ nói gì. Lạ thấy lạ, mình viết vậy thôi, đứng dòm chứ nói gì giờ.
không? Cái sách mà đưa cho cái dân trí Việt Nam nó hiểu đồng sự thật không được xuất bản, mà đưa dân trí Việt Nam mê tín là cho xuất bản thì tôi đâu có biết được. Thì thôi mình thấy nó lạ, mình cũng đứng mình dòm thôi chứ dám nói gì không. Thôi mình dân mà. Bởi vì bác là thường dân, tất nhiên dân thường, không nói gì nữa. Chừng nào con á, dân chủ thì con được quyền, bác là dân thường, không dám nói gì hết. Còn người nào dân chủ được quyền kiểu lại. Thấy không? Bác ấy, tuổi còn nhỏ là dân chủ á, còn mấy ông già thì dân thường. Cái gì? 80 tuổi cũng không làm gì được thì dân thường, không nói gì được hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo của con là: thưa bác, con thấy ai đọc sách bác không ai còn tin sai một điều gì. Con thấy nhà nước cấm xuất bản sách của bác thật là rất tiếc. Rồi đây, nhân dân Việt Nam không có sách đọc để biết gì là mê tín, gì là chánh tín. Con có suy nghĩ như vậy có đúng không thưa bác? Bác à, con suy nghĩ thì rất đúng, nhưng nó có sai cái chỗ này nè. Nhà nước không có cấm mà giáo hội cấm, chứ không phải nhà nước không có cấm nè mà giáo hội cấm. Giáo hội cấm thì cơ quan xuất bản không dám xuất bản, chứ không phải là cấm. Ông không phải sợ mà ông dám. Thấy không? Rõ ràng nhà nước cho tự do dân chủ không cấm, nhưng mà giáo hội cấm. Mà không phải cấm. Mà khi đó là cái nhà xuất bản sợ không cho xuất bản, chứ không phải là nhà xuất bản ấy đâu. Bởi vì ông sợ. Ông sợ giáo hội nó có cái hiến chương, thì ông sợ vậy thôi, thì ông cho xuất bản thôi. Thấy không? Thì thôi bây giờ nhà xuất bản nó sợ thì bác cũng ngán chứ làm sao bác dám nói gì nữa. Thôi mình sống và làm việc theo pháp luật. Pháp luật cho thì mình làm, cho thôi, có vậy thôi. Đó, thì mình cũng thông cảm cho mấy cái ông xuất bản đi. Vì ông xuất bản ông sợ ông giáo hội, chứ không phải gì hết rồi. Mà nếu mà trường hợp mà giáo hội ông gan á, đâu chắc kia bác thì bác đâu chơi cả. Cái chỗ nào ông nói tôi là mê tín, ông chỉ rồi thì đốt sách liền. Còn nếu ông không được thì ông phải cho tôi xuất bản đi. Ông dám, ông trốn. Đưa ra cái điều kiện này ông dám. Mà thôi bây giờ nhà xuất bản cho xuất bản thì mình xuất bản, không có thôi. Bởi vì cái sách này thường thường là bác phải phục vụ thôi, chứ không phải lấy lời gì trong quyển sách này đâu. Bởi vì sách này ai xin bác cho, ai mua bác bán, chứ đâu phải bác sống vì cái nghề này đâu. Cái nghề này là cái nghề phụ của bác thôi, nghề chánh của bác là móc họng ta ăn đó. Nghề của bác là nghề móc họng ta ăn đó, giàu lắm. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo của con là: thưa bác, con đã từng nghe Cao Quốc Hồ dạy, một dân tộc mê tín thì dân tộc đó khiếp nhược, một dân tộc cứ dị đoan thì dân tộc đó trước sau gì cũng mất nước. Bác Hồ dạy vậy có đúng không thưa bác? Này đúng 100%, dạy rất hay. Chứ đứng về tối ngày cứ mê tín rồi gõ mỏ hoài đó, nước ngoài vô lấy sao. Nhưng mà bây giờ bác Hồ đã mất rồi. Lời nói ổng là để nghe chơi thôi chứ không ai làm đâu. Nếu mà thế hệ sau, chính quyền sau muốn thực thi thì phải nhắc lại, phải cho luật đúng đàng hoàng. Thấy không? Bây giờ nếu mà chính quyền hiện giờ mà nghe lời bác Hồ thì phải ra cái thông tư hướng dẫn. Bây giờ cái gì là mê tín nó bỏ, nghe không? Cái gì chánh tín giữ thì quốc gia này mới hùng cường được. Hùng cường gì cứ tối ngày cứ lại lục không, hùng cường khiếp nhược người ta. Mình khiếp nhược mình mới lại lục. Còn mình không khiếp nhược mình làm sao mình lại lục được, phải không? Vì thế bác Hồ nói rất đúng, nhưng mà thế hệ hiện giờ không nghe lời được bác Hồ. Có nghĩa là phải ra cái thông tư, cái nào mê tín dẹp, nào chánh tín cho trường tồn, vậy mới được. Còn này giờ phải mình không, nhà nước không cho văn bản này làm sao ạ? Ai đâu biết đâu thi hành, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo của con là: thưa bác, con rất muốn đọc quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông để con biết cái gì là mê tín, cái gì là chánh tín. Khi nào con mới đọc được thưa bác? Thì cái này cũng dễ thôi, chừng nào nhà xuất bản nó cho thì xuất bản liền, đâu có sao.
À, chị, nếu mà cho bây giờ con đâu có thể dám dám là xuất bản lậu đâu, cho thì mới làm, không cho thôi, chứ mình đâu có, mình nếu mà không cho mình làm ẩu thuộc về sách lậu, cái lậu rồi rủi có luật pháp nó hỏi mình làm sao đây, người ta đâu có biết mình bán hay là không, không biết, nhưng mà khách ông xuất lậu cái lậu tôi bắt tôi phạt ông vậy thế thôi, thấy không? Mình xuất bản thì phải đóng thuế đàng hoàng, người kiểm duyệt mình phải trả thù lao cho ông kiểm duyệt, rồi nhà in bao nhiêu tiền, rồi nhà quản lý bao nhiêu tiền, nó phải đi ra một cái tuần tụ xuất bản quyển sách, không phải đơn giản đâu, nó phải qua nhiều khâu lắm, thấy không? Chứ đâu phải muốn hình thành một quyển sách không phải đơn giản đâu, mà muốn mà cho nhà xuất bản kiểm duyệt mà đi qua được thì còn phải đúng trung thực, người ta hỏi cái gì con phải trả lời cái nấy. Thứ nhất là cái đạo Phật khoa học này nè, đạo thường không nói, nhưng mà cái đạo Phật khoa học này còn người ta hỏi về khoa học con không nói, nói tầm bậy bạ nó dẹp điện, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Câu tiếp theo của con là: thưa bác, đảng, nhà nước, thủ tướng và quốc hội cho toàn dân được tự do viết sách, nhà xuất bản sách không cho sách bác xuất bản, sao bác không lo lót cho người ta thưa bác? Bây giờ lo lót cái gì? Không lẽ mình làm vậy thì mang cái tội. Mình đã, thí dụ mình lo lót thì mình lo lót cho cán bộ, mà cán bộ mà rủi nó xì ra cái này, mình chỉ cán bộ ở tù chung đó. Lo lót làm chi? Cho thôi chứ là gì? Bây giờ nếu mà con lo lót là con kêu bằng băng hoại của cán bộ luôn đó. Làm sao? Con bị hai cái tội. Một cái tội đó là lo lót. Bởi vì nói là cái người ăn hối lộ nó nhẹ hơn cái người lo hối lộ. Anh lo nó cái ông kia mới ăn, chứ không lo làm sao ăn. Thành ra cái người lo lót nó nặng gấp đôi của người ăn hối lộ. Luật pháp nó ấn định như vậy. Thành ra mình đừng có ngu đi lo lót. Lo lót mà xảy ra cái chuyện gì thì thôi mình ở tù. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo của con là: thưa bác, báo Giấc Ngộ có đăng tin ông Nguyễn Nguyên là cục trưởng cục xuất bản đồng ý với Giáo hội Phật giáo Việt Nam là cấm các tác phẩm của bác xuất bản. Thưa có phải vậy không thưa bác? Cái này nói đúng là ông Nguyễn Nguyên không có cấm đâu. Nhưng mà cái báo Giác Ngộ là cái báo của Thành hội thành phố Hồ Chí Minh. Nói gì ông làm thinh, ông Nguyễn Nguyên làm thinh. Không phải là ông sức cấm đâu. Nếu ông cấm thì phải có cái văn bản rõ ràng. Còn này, ông sợ, ông không dám cãi. Nghe không? Ông Nguyễn Nguyên không có cấm. Mà ông Nguyễn Nguyên sợ Giáo hội thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra, ông nói gì nói, ông làm thinh. Nếu mà đem ra kéo dự lực, hỏi với ông có cấm, tôi đâu có cấm vào giấy tờ đâu, tôi đâu có cấm đâu. Nó hỏi tại sao mà sách này không xuất bản. Cái đó là ông hỏi Giáo hội á. Giáo hội tại sao ông cấm không? Vì bây giờ, ông Giáo hội, ông không cho thì nhà xuất bản không dám xuất bản thôi, chứ không phải gì đâu. Thì ông sợ, nhà xuất bản phải sợ Giáo hội, chứ đâu phải ấy, hoàn toàn không ai cấm. Kể cả nhiều xuất bản không có cấm luôn. Mà không phải, nhưng mà tại vì sợ Giáo hội. Sao sợ Giáo hội? Xã hội nó có cái hiến chương. Hiến chương là cái hiến định của cái đạo của người ta. Đạo người ta cấm cái gì vậy? Cấm rất đúng, cấm vì cái đạo Phật này rất đúng, vì bác tu theo đạo Phật, đạo của ổng mà bác vô mới tu. Bác nói thì học tức ổng cấm vậy thôi, rất đúng, luật đúng. Giáo hội cấm về cái giáo lý này rất đúng. Của tôi tu mà tôi cũng không nói, mà tại sao ông nói? Chết. Nhưng mà bác cũng len lỏi ra được mười mấy quyển sách rồi. Chứ nếu mà đầu tiên đưa ổng, ổng cho rồi, đưa qua thông qua ổng được hoàn toàn. Cái thiền tông này không ra đời được. Bác cũng len lỏi, bác nói bác sòng giả phải, chứ sự thật đó là bác có cái nhiệm vụ. Thì sư Ni Đức Thảo bảo bác là phải công bố ra, thì bác công bố len lỏi. Bởi vì con đọc mấy quyển sách đầu, bác không có nói gì hết, bác chỉ phân tích thôi. Nhưng mà khi đâu công bố quyền ký rồi, bác mau đi sâu vô từ từ. Nhưng mà phát hiện cái thiền tông này là phát hiện theo cái lời bác trả lời. Chứ trong quyển kia bác không nói gì hết. Bác không dám nói tới mười hô hé một tiếng nữa. Thấy không? Thành ra mình phải hiểu đi. Ông Nguyễn Nguyên ông không có cấm đâu, nhưng mà ông cái chuyện này là của chừng nào mà nhà xuất bản á, nhà xuất bản mà nó báo cáo ông á,
nó gài ổng phải chôn. Trả lời thì ổng mới trả lời, con này dạy các bạn không nói vậy ổng cũng làm tình, còn ai nói gì dường như ổng không nghe, ổng không biết vậy thôi. Nó thì mình cũng đừng nói là Nguyễn Nguyên cấm không cấm, Nguyễn Nguyên không cấm, mà nhà xuất bản ta sợ giáo hội. Mình phải hiểu cái này, mình phải sống hoàn cảnh, mình phải hiểu cho người ta. Chứ mình đừng, có buồn nhà xuất bản. Chúng ta đã cho tôi, đã cho mình xuất bản mười mấy quyển rồi còn gì buồn, thấy không? Chỉ còn có quyển giáo lý nữa thôi, rồi chừng nào cho thôi. Thấy cho xuất bản thì bắt cho, bắt tặng người ta, không cho thôi, đâu có gì đâu mất mát đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Câu tiếp theo của con là: thưa bác, đảng, nhà nước, thủ tướng, quốc hội cho tất cả công dân đều được tự do viết sách, cớ sao ông Nguyễn Nguyên là cục trưởng cục xuất bản nghe lời Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại cấm các tác phẩm của bác xuất bản? Các tác phẩm của bác viết rất khoa học mà, đâu có gì là mê tín mà cấm xuất bản thưa bác. Nói là Nguyễn Nguyên không có cấm, nhưng mà tại giáo hội cấm. Thấy không? Còn ví dụ bây giờ báo này đăng đây kia là chuyện Đàm Tiếu, ông ngó tới thôi, chứ từ tận Nguyễn Nguyên không có cấm đâu. Thấy không? Còn bây giờ đó mình nói thí dụ Nguyễn Nguyên cấm là nó quan cho người ta, ta không có cấm, mà do giáo hội cấm. Mà giáo hội nếu mà sự thật giáo hội cũng không cấm, mà do mấy ông thầy cúng điều khiển giáo hội cũng. Mấy ông thầy cúng điều khiển giáo hội mới cấm cái chuyện này. Chánh thức giáo hội hoàn toàn không cấm cái này. Để chứng minh cái chuyện này nè. Tại vì giáo hội lấy 36 vị tổ thiền tông của Bắc đăng trên cái trang mạng của giáo hội, tức là đã công nhận cái này. Thấy không? Mà bây giờ bởi vì trong cái thế giới của giáo hội thì ông thầy cúng nhiều quá đi, ông làm chủ. Còn ông thầy giải thoát ít quá đi. Thành ra cái ông thầy cúng đè cái ông giải thoát, có vậy thôi. Thấy không? Mạnh được yếu thua, thế giới này nó vậy. Thầy cúng nhiều thì cúng ăn. Ông mà tu giải thoát nhiều thì ông giải thoát ăn, vậy thôi. Bây giờ tạm thời ông thầy cúng thắng mấy ông thầy giải thoát. Có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, vậy sao bác không khiếu nại sách cục xuất bản không ạ? Bây giờ con suy nghĩ khiếu nại nổi không? Người ta một cái tảng đá giống như cái núi thì con bác có mình phải làm sao? Con xèo cái núi này đi được. Thôi, biết lượng cái sức mình. Khiếu nại chắc ăn thì mới khiếu nại, còn khiếu nại không chắc ăn, thôi đừng, bác không làm mặt chuyện không? Lấy cái chuyện mà kêu bằng châu chấu đá voi, thôi đừng làm cái chuyện trò này mất công lắm. Khiếu nại chắc ăn mới làm, khiếu nại không chắc ăn không dám. Thấy không? Bị bác biết cái lực của bác mà già rồi, khiếu nại rồi không được, tức cái rồi nhứt đứt cơ máu chết như sao? Thôi đừng khiếu nại, sống ngày nào hay ngày đấy. Thấy không? Chứ khiếu nại là không được thì tức. Tức sao? Tức đứt cơ máu chết. Rồi sao? Cái nào lợi hơn? Cái làm tin lợi hơn là cái khiếu nại lợi hơn. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Câu tiếp theo của con là: con nghe con cũng buồn, nhà nước cho toàn dân tự do viết sách, còn ông cục trưởng xuất bản Nguyễn Nguyên lại nghe lời Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại cấp sách bác. Như vậy ông Nguyễn Nguyên cãi lại chính phủ, có phải không thưa bác? Này không phải cãi là chính phủ, mà Nguyễn Nguyên bởi vì không có ai trình cho ổng luôn. Nếu mà trình, ví dụ mà nhà xuất bản mà trình cho ổng thì ổng không giải quyết được, mà ổng phải trình lên bộ. Rồi bộ mà giải quyết được phải trình lên thủ tướng á. Mà cái này, cái hệ thống này nó chưa có hoạt động. Thấy không? Thành ra mình thấy mình cái vấn đề mà sách bác không được xuất bản là nó còn đóng băng lại, nó chưa có nhúc nhích đến đâu hết. Rồi mình ở đây kêu Đàm Tiếu là mình nói ông này cấm, bà kia cấm, cái sự thật hoàn toàn không, chưa có nhúc nhích. Thấy không? Nếu cấm thì phải có văn bản đàng hoàng. Còn nếu mà có kiến nghị thì phải có văn bản đàng hoàng. Ông này hoàn toàn làm tình. Có nghĩa là nhà xuất bản sợ giáo hội làm thình. Mà nhà xuất bản không phải sợ giáo hội mà sợ mấy cái ông thầy cúng. Ông thầy cúng ta có bùa, không nhớ không? Lãng quả, ấy bùa rồi mấy ông xuất bản chết luôn á. Thành ra ta sợ thôi. Thành ra cái chuyện này nó nằm im đó thôi, chứ không phải cấm không nói cấm mà cho cũng không nói cho. Gọi là cái chuyện nó còn đang nằm tại chỗ, không có nhúc nhích đâu hết. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Câu hỏi tiếp theo của con là: thưa bác, con nghe trên mạng các đại biểu quốc hội,
các nơi có chất vấn bà chủ tịch quốc hội về tự do tôn giáo, tín ngưỡng và viết sách là không có cấm ai cả. Sao ông cục trưởng Nguyễn Nguyên lại nghe lời Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm bác rồi thưa bác? Nói đúng, nhà nước thì cho tự do vậy, nhưng mà điều ông cục, ông Nguyễn Nguyên này chưa có hiểu, chưa có biết được cái chuyện này đâu. Thấy không? Mà chỉ là bên giáo hội tác động lên nhà xuất bản nó ngưng lại thôi. Ngưng lại, nhớ không gây, không cho xuất bản, không cho tái bản nữa vậy thôi, ngưng lại, tạm ngưng lại thôi. Chứ không phải để như thế nào. Thì cái chuyện này không phải lo nói chuyện một tháng, nửa tháng mà biết được, một hai năm sau mới giải quyết được cái chuyện này. Thì để coi thế nào, rồi dư luận, cần nhất là cái dư luận người ngoài tác động vô như thế nào. Rồi bốn cái cơ quan mà giám sát chính quyền ta là sẽ làm việc cái chuyện này. Bốn cơ quan giám sát đó là cái gì? Quốc hội, mặt trận, hội đồng nhân dân và thanh tra nhân dân, người ta sẽ họp lại. Bốn cái cơ quan này ta mới được quyền giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà cái chuyện gì nó phải có cái thời gian để có dư luận như thế nào, đồng tình bao nhiêu mà cả. Thí dụ bây giờ cái câu chuyện xảy ra, bây giờ nó 10 người, 8 người đồng tình, nó cho liền. Còn 8 người phản đối thì không được, thấy không? Nhưng mà cái chuyện này nó chưa gã ngủ. Làm việc cái gì người ta phải điều ra hết, phải lấy tin tức hết, rồi ta mới nói tới cái chuyện mà quyết định. Còn bây giờ chưa ra cái chuyện này thôi, mình phải chịu, mình phải chờ thôi, không sao đâu. Thấy không? Bác còn khỏe, cũng chưa, cũng thiếu, sống được vài năm nữa, không sao đâu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin được hỏi câu cuối cùng ạ. Dạ thưa bác, bà chủ tịch quốc hội có nói với các đại biểu là nếu cán bộ nào cấm không cho dân viết sách hay tôn giáo và tín ngưỡng thì báo cho bà biết. Sao bác không báo việc ông Nguyễn Nguyên là cục trưởng cục xuất bản cấm bắt xuất bản sách thưa bác? Bây giờ thí dụ Nguyễn Nguyên cấm thì không phải gì có cái văn bản ông gửi cho bác là tôi cấm ông á, nhưng mà đâu có cái này đâu, làm sao báo cáo cho bà được. Mà cái này là làm luận bên ngoài thôi, chứ nếu mà ông Nguyễn Nguyên mà ông đưa cái tờ giấy à tôi cấm ông thì cái này thì đưa đây tôi, rồi tôi mới trình cho bà. Làm cái gì là làm đúng theo hiến pháp và luật pháp, nói có sách mách có chứng. Còn giờ mình không thấy gì hết, mình nói vậy thì mình nói theo cái tưởng của mình thôi. Còn người ta ở ngoài đó đàm luận là đàm luận bằng cái tưởng tượng thôi. Chứ làm cái gì mà nếu mà tất cả những cái gì mà có giấy trắng mực đen thì cái đó là luật pháp nó sẽ can thiệp. Con này không có luật trắng mà nói cái miệng không, gió thổi mây bay đâu có nhầm gì tới với cái luật pháp đâu. Thấy không? Thì con cũng phải hiểu được. Chứ đừng có nhiệt tình quá rồi nói chuyện đó đi tầm bậy, nó không đúng với cái luật. Luật pháp giấy trắng mực đen, nói có sách mách có chứng, có ai làm chứng không? Có ai dám làm chứng cho nó Nguyễn Nguyên cấm không? Không có, hoàn toàn không có. Ai dám? Trừ trường hợp mà có giấy trắng mực đen đây thì bác sẽ 24 tiếng đồng hồ bác làm liền. Nhưng mà làm cái gì phải cho đúng luật, ra tòa cũng vậy, ra tòa anh phải có giấy trắng mực đen. Chứ còn ra điền anh ra tòa anh kiếm một cái miệng không ai nhận. Phải gì? Còn nếu không có giấy trắng mực đen thì phải có người làm chứng. Làm chứng với hai người chứ không phải mà thề rằng tôi nói đúng, tôi nói sai tôi ở tù, mới vô mới dám làm chứng là vậy đó. Luật pháp là phải vậy, làm chứng hai người trở lên chứ không phải một người. Một người ta không tin ông mua chuột người ta sao? Không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con đã hết câu hỏi, con cảm ơn bác đã trả lời câu hỏi của con ạ. Cảm ơn con hỏi bác. Dạ.